cho tình yêu cũng từ nơi anh. Lửa rừng bập bùng vách núi, anh đi xa miền biên giới, đường quê em đợi em chờ. Con sông của người quan họ suốt đời nước chảy lờ thơ. Tiếng anh ấm hơi. Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một bộ mình phối ghép giá bình dân dành cho anh em chơi ngày lễ mùng 1 tháng 5. Đó là một con Omni CAVS thương hiệu của Hàn Quốc, hàng bãi tuyển chọn cực đẹp, và một đôi loa Pro Audio 480MK2. Đôi này mình tuyển chọn được 3 đôi đẹp xuất sắc anh em nhé. Anh em nhìn tất cả các tuyến bát này, bát 25 bằng giấy, gân mút mình đã thay anh em nhá, đẹp xuất sắc luôn, gân mình thay đẹp lắm. Anh em nhìn cái nón của nó này rất đẹp, và các cái đường keo chỉ của nó là anh em này, đường keo của nó này bao zin bao xịn cho anh em nhá. Nếu mà không xin thì không xịn thì tặng anh em đôi loa luôn. Nếu anh em mua sản phẩm của mình, đặt cọc cho mình một ít, mình ship hàng về tận nhà, anh em kiểm tra thanh toán nốt. Hà Audio Hải Phòng luôn cam kết với anh em làm hàng bãi tuyển chọn anh em này đúng cái logo và thương hiệu của mình. Anh em nhanh tay nhá, mình khuyến mại trong cái từ nay đến mùng 1 tháng 5, hết mùng 1 tháng 5 lại trở về giá cũ. Đôi này mình đang gửi anh em 3.8 nhá. Anh em nào thích mạnh dạn cứ alo. Mình xin cảm ơn tất cả anh em, tất cả anh em Hải Phòng và các anh em tỉnh xa đã mua hàng sản phẩm ủng hộ của mình. Anh em thích sản phẩm nào cứ nhấc máy alo. Hà Audio Hải Phòng đáp ứng đủ mọi nhu cầu của anh em. Và một con Omni CAVS anh em này cực đẹp, nguồn khủng lắm, chạy 8 giò than anh em này. Tất cả các vỉ mên mạch này của nó là chạy vỉ 203 nhé anh em nhé. Con này công suất của nó là 200W một kênh. Mình đang đánh một đôi bát 25. Anh em đánh nếu bát 30 anh em đánh một đôi quay đầu, còn bát 20 anh em cứ tẩn hai đôi cũng được. Con này được âm sắc cực hay, vang nhại cũng cực tốt. Anh em vừa được nghe một bản do ca sĩ Ngọc Khánh thể hiện như này anh em này. Hà Audio đang có chương trình khuyến mại từ nay đến mùng 1 tháng 5. Anh em thích bất cứ sản phẩm nào cứ alo, mạnh dạn alo là mua được. Vang mình về rất nhiều nhá anh em này, vang cũng về rất nhiều này. Sau đây mình sẽ test cho anh em nghe một bản karaoke một đoạn thôi anh em nhá. Đây là mình test bằng con mic Sennheiser này anh em này, mic Sennheiser. Mình test trên đôi loa của Audio này, bát 25 2 mic chất giấy nha anh em nhá. Con này nó tháo ra là phải tháo cái này ra mới tháo được cái căng này anh em này. Phải tháo cái này ra. Đây tháo cái này ra và mình mới lấy được cái căng này ra. Mình tháo một con để demo cho anh em nhá. Sau đây mình xin test cho anh em một bản karaoke, gọi là vui vui thôi, mình không biết hát đâu. Nếu anh em hát karaoke thì anh em đây tất cả cái cần chỉnh mình chỉnh hết rồi. Mic 1, mic 2 đây này, vang nhại ở đây này. Còn đây là mạch âm sắc này, đây là master tổng này.
Mình sẽ test cho anh em một đoạn karaoke thôi. Đây mình vặn cái mic này lên. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tính tình ngay thẳng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lướt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dại dầu. Không ham giàu sang không đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh niếc che. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôm di ba thấy thương nhau nhiều thêm. Cưới em chỉ có khay trầu mâm trà khay rượu đôi buồng câu thôi. Còn thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuốc bấm cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi những ngày đói lo chung lòng. Tôi thương vợ tôi những lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng cuối mặt gừng cay. Anh em nào thích sản phẩm nào nhanh tay liên hệ nhá. Chương trình khuyến mại chỉ có từ nay đến mùng 1 tháng 5 thôi anh em ạ. Bộ này tổng giá trị của nó là 7.800.000. Anh em nhanh tay liên hệ nhá. Một lần nữa xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em đi qua kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh nhá. Và một nút like. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.